đây Pháp chân thành cảm ơn cả nhà đã quay lại video của Pháp. Pháp chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Hiện tại thì Pháp đang tác nghiệp tại biển La Ghi. Tại biển La Ghi, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Ghi Pháp tác nghiệp ở đây để lặn ngao lụ. Hiện tại thì ngao lụ lặn không có nên Ghi Pháp chạy đi thả sò nhân mũ. Ghi Pháp đang ở cách Hòn Bà, đảo Hòn Bà ra xuống tầm khoảng 1 lý thôi, cách bờ, cách cảng La Ghi chạy ra tầm khoảng 3 lý. Ghi Pháp xuống điểm này để thả sò nhân mũ nha. Giờ Pháp mời cả nhà theo dõi video của Pháp sau gần hơn 3 tháng Pháp về với Pháp. Giờ Pháp xuống lại biển La Ghi để lặn biển. Giờ Pháp mời cả nhà theo dõi video của Pháp nha. Đây là ngao lụ mấy anh em Pháp lặn hồi sáng. Hiện tại ngao lụ thì không có, giờ phải đi thả sò như mũ kiếm ăn. Ngao lụ này đã lớn hết rồi cả nhà. Ngao to không? Giờ ghi Pháp đi thả như mũ kiếm ăn. Xuống giò nha cả nhà, coi thử có dấu hay không gì mình thả. Và sau đây cá đứa xuống mở. Sau đây cá đứa xuống mở tại La Ghi Bình Thuận. Bảy bảy. Cá đứa xuống mở đang bắt khui lông với mai đá. Mình tới điểm này để lặn gì cá đứa xuống mở. Và đây là sò ngọt. Vậy đây là lặn sò ngọt. Sao đây hai cậu có trên kia kìa. Giờ đã có dấu rồi, anh em chuẩn bị nhảy lặn thôi. Đây là đảo Hòn Bà. Còn phía dưới đây thì là cảng La Ghi. Hy vọng cái anh em mình bội thu ghẹ hải sản. Sau 3 tháng anh em mình xuống đây lặn biển lại. 3 tháng Pháp ở quê thì hôm nay có dịp xuống biển La Ghi lặn săn bắt hải sản. Giờ Pháp cũng chuẩn bị để nhảy lặn thôi. Giờ Pháp mời các nhà xuống tham quan đại dương của Pháp nha. Thank you.
sâu bạch tuộc với lại 2 phần bao sò lông này ở La Ghi mua 30 ngày 1 ký.
Pháp lặn cũng mới lên thôi, giờ Pháp bay thành quả sau một ngày mấy anh em Pháp lặn biển tại La Ghi. Thì giờ Pháp bay lựa mà nang gia viên, mạnh tù viên như thế nào cho cả nhà xem nha. Hiện tại ghi Pháp đang chạy vào bờ để bán hàng. Hiện tại thì do nơi dịch bệnh đang ở là ghi vẫn còn nên ghi Pháp không thể nào vào trong cảng lấy thực phẩm và nước uống được, nên nhờ anh Linh chạy đò nước đây và chế nước cho ghi Pháp để có nước đồ đi biển. Cũng cảm ơn anh Linh rất là nhiều. Chút nữa thì căn hải sản thì Pháp chỉ quay cho cả nhà xem nữa. Đây là cảnh khi ở quê hương Pháp bán hàng tại cảng La Di, bán ở ngoài biển luôn. Hiện tại dịch Covid nên ghi Pháp không thể nào vào cảng La Ghi để bán sò được, nên phải ở ngoài đây bán hàng. Có Phương nữa. Lấy thử nhanh cái bao đủ kêu vào. Rồi, bỏ vô.
chưa dưới ý. Mấy cái này xô quá không ạ?